Khánh Hòa sẽ ra sân gồm có số 3 là Võ Văn Vinh, số 4 là Võ Tấn Vinh. Về phía U15 Hà Nội, họ sẽ ra sân với các cầu thủ gồm có số 4 là Dương Văn Hiếu, điều phối viên là ông Vũ Văn Sắc và các bộ truyền thông là Đặng Đình Trung. Như vậy là trận đấu chúng ta đã được bắt đầu. Đây là cơ hội vượt qua. Dứt điểm, không vào. Bóng đi vào nách lưới rồi quý vị và các bạn. Một tình huống mà các cầu thủ Hà Nội đã thoát xuống rất nhanh. Thời gian bù giờ lại. Phút này là cơ hội dành cho các cầu thủ Hà Nội căng ngang. Không có được tình huống làm bàn thưa quý vị các bạn. Rất nguy hiểm thưa quý vị các bạn, bóng đập cột và bật ngược trở lại. Bóng được tạt ngay một chạm. Rất mạo hiểm thưa quý vị các bạn, dứt điểm, không vào. Thiên Phú đã có tình huống lướt bóng và trọng tài có coi. Bắt đầu chạy đà. Dứt điểm. Như vậy là trận đấu của chúng ta đã khép lại thưa quý vị các bạn, và chiến thắng suýt sao 1-0 dành cho U15 Hà Nội.